video này mình sẽ cùng các bạn đi tìm hiểu cái cách để làm tăng cái cường độ dòng điện ngon ra của cái nguồn LED driver nha các bạn. Một số bạn mua đèn LED về nhà xài trong gia đình, lúc đầu thì rất sáng nha các bạn. Sau một thời gian trong quá trình sử dụng á, thì các bạn cảm nhận thấy cái đèn LED hơi tối một tí nha, hơi tối, nó không được sáng như lúc mới mua về. Thì trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách hack cường độ dòng điện của cái nguồn LED driver này, làm tăng dòng điện một chút xíu nha các bạn, để cho cái đèn LED đó, chip LED cho trong đèn đó, nó sáng hơn một xíu nha. Các bạn có thể độ chế tùy ý nha các bạn. Rồi, trên tay mình đó là cái bộ nguồn LED driver, cái này nằm trong cái đèn LED bulb nha các bạn, LED bulb hay đèn tiếp đất 8 hoặc là LED âm trần, nó cũng đều là cái nguồn LED driver này nha các bạn. Đây là loại nguồn dòng nha các bạn. Ở đây đó, mình sẽ hàng hai sợi dây nha các bạn, hai dây ngõ ra ha, của bộ nguồn LED driver này nha các bạn. Hai đầu dây này nè sẽ cung cấp cho cái đèn LED nha các bạn. Đây là hai dây AC ngõ vào VIN nha các bạn. Đây, mình tiếp tục mình sẽ lấy một cái jack nối ha, cái đầu nối nhanh ha. Mình sẽ cắm điện bằng cấp nguồn 220V AC. Đây là cái đầu cắm nha các bạn, vít cắm ha. Sau đó mình sẽ dùng một cái đồng hồ, mình sẽ đo cường độ dòng điện luôn nha các bạn. Mình chuyển thang đo nhân 10 ampe. Một cái que đen các bạn, mình chuyển vô cổng com nha các bạn. Mình sẽ đo cường độ dòng điện lúc đầu nha các bạn. Cái cách này, cách làm độ chế để mà các bạn có thể tăng được dòng lên một chút xíu nữa cho cái đèn LED nó sáng hơn nha các bạn, sáng hơn chút xíu nữa ha. Còn các bạn muốn mà độ chế cái dòng lớn hơn các bạn, cũng có một vài phương pháp nha các bạn. Trong video này mình sẽ không nói đến cái đó ha, mình sẽ nói các bạn độ chế một ít thôi. Nè các bạn, dây đen các bạn vô gắn que đen ha, dây đỏ gắn vô que đỏ nha các bạn. Để các bạn đo cơ chỉnh cái mức thang đo ampere kế nha các bạn, cường độ dòng điện ha. Rồi sau đây mình sẽ cấp nguồn nha các bạn, để mình xem coi cái dòng ngõ ra của cái nguồn LED driver này bao nhiêu nha các bạn. Ở đây mình cấp điện nha các bạn. Rồi các bạn thấy không, cái dòng á ở đây là mình nhận được là 0.17 ampere, có nghĩa là 170 mA nha các bạn. Đây, trên tay mình á, mình có ghi một giá trị hai cái bảng nha các bạn. Một cái bảng về R, giá trị RS2, và một cái bảng cường độ điện, cường độ điện output nha các bạn. Nó đang ngõ ra ha. Nè, output cái này ngõ ra của cái nguồn LED driver này nha các bạn. Cái này chế độ không tải nha các bạn. Ở đây khi trước lúc mình chưa có làm gì hết các bạn, nó dòng nó ra 170 mA nha các bạn. Ở đây mình sẽ ghi 170 mA ra đây nha. 170 mA. Đây giá trị 170 mA nha các bạn. Rồi mình sẽ đo cái điện trở RS2 nha các bạn. Đây, sau đây mình sẽ tắt nguồn ha. Trong video trước các bạn, mình nói về nguyên lý hoạt động của cái bộ nguồn LED driver này á, mình sẽ nói về cái chân số 8 của con IC dao động trong cái bộ nguồn LED driver. Nè các bạn, đây là cái con IC dao động nha các bạn, IC nguồn xung nha các bạn. Thì các bạn nhìn thấy á, trên tay mình á, cái chân có cái chấm là chân số 1 nha, còn chân số 8 các bạn. Đây là chân số 8 á. Ở đây nó sẽ có nối hai con điện trở, hai con trở RS1 nữa các bạn, RS1, RS2 nha các bạn. Nó song song, mình vẽ trên mặt luôn nha các bạn. Đây là hai điện trở này nè các bạn. Đây là hai điện trở chỉ số nhỏ song song nha các bạn. Nè, cái như con
tương ứng là cái R5 nè, R5 là R1 nè các bạn, R2 là R4 nha các bạn, hai con này á. Thì đây mình sẽ nói sơ qua, mình sẽ thay đổi cái giá trị RS2 là cái giá trị này các bạn, để sao cho cái dòng điện nó ra nè, cái dòng Y qua dòng qua cái module LED này các bạn, nó sẽ tăng lên nha các bạn, tăng lên chút xíu nha các bạn, để cho cái đèn LED này nó, cái chip LED này nó sáng hơn một chút xíu nha các bạn. Vì lúc đầu á, các bạn mới mua về thì hoạt động á, trong quá trình hoạt động á thì nó rất sáng, nhưng mà sau một thời gian á các bạn học nhìn thấy cái ánh sáng nó càng ngày càng tối tối đi các bạn, cái dòng nó tối đi, nên các bạn yêu cầu là cần phải tăng cái dòng lên một chút xíu nữa cho nó đèn nó sáng hơn nha các bạn. Ở đây mình sẽ đi theo cái bước mà làm thay đổi cái RS2, cái giá trị này các bạn, RS1, RS2 gì cũng được nha các bạn. Ở đây mình sẽ lấy RS2 nha các bạn, giá trị RS2 này nè, giá trị này nè. Thì hai điện trở này có chỉ số rất nhỏ nha các bạn, nó mắc song song với nhau ha. Cái hướng của mình đó các bạn là cái RS2 này mình sẽ làm tăng giá trị lên. Lúc đầu á mình sẽ tăng giá trị RS2 lên nha các bạn. Tăng RS2 này lên. Đây sau đây mình sẽ đi làm thí nghiệm thử nha các bạn. Ở đây mình sẽ dùng kho nha các bạn. Mình thay đổi cái giá trị RS2 nè các bạn. Mình coi giá trị bao nhiêu nha các bạn. Còn cái này trên bo các bạn, cái linh kiện mà cái điện trở trên bo các bạn nên tháo ra ngoài nha, rồi các bạn đo nha. Chứ các bạn không nên để trên mạch nha các bạn, tại vì nó ảnh hưởng đến cái, tại vì nó mắc song song á, ảnh hưởng đến cái điện trở khác nha các bạn. Nên các bạn chính xác, muốn chính xác các bạn cứ tháo ra trên bo, ra khỏi bo cho mạch cho mình nha, rồi các bạn đo. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình tháo cái con điện trở R2 các bạn, rồi đo giá trị bao nhiêu nha. Đây mình sẽ dùng một cái khò nha các bạn, khò để lấy ra ha. Cái này khò rất nhanh nha các bạn. Linh kiện này cũng không quá khó ha. Các bạn lấy cái miếng kim loại các bạn, cái vỉ kim loại với các bạn che chắn lại nha các bạn. Sau đây mình sẽ dùng khò mình lấy ra nha các bạn, lấy cái điện trở R2 này nha. Cho các bạn xem nha các bạn. Cái vị trí nè, chân số 8 nè các bạn. Chân đây là chân số 8 nha các bạn. Đây dấu chấm là chân số 1 các bạn. Bên đối diện chân số 1 là số 8 nha các bạn. Thì mình sẽ tháo cái con RS2 ra nha các bạn. Và mình sẽ đọc điện trở rồi mình thay đổi cái giá trị của nó như thế nào nha các bạn. Rồi nó chảy chì rồi các bạn. Rồi lấy ra được rồi nha các bạn. Đây là cái con điện trở nè các bạn. Điện trở mình lấy ra rồi nha các bạn. Ở đây á, cái con điện trở nó nhỏ nha các bạn. Có gì các bạn gỡ ra á, các bạn tốt nhất á, các bạn dùng cái băng keo các bạn. Một là băng keo hai mặt á, là cái băng keo vậy các bạn đã lên nha, cho nó dính nha các bạn, dính con điện trở này nha. Chúng thôi là các bạn đỡ ra nó rớt mất nha các bạn. Đây là cái con điện trở mình vừa lấy nha các bạn. Mình sẽ dán lên cái băng keo này nha các bạn, cho nó không bị bung ra nha các bạn, không bị rớt nha. Đây, cái con điện trở mình vừa tháo nha các bạn. Rồi các bạn thấy không? Đây là cái con điện trở nè, RS2 này mình vừa tháo ra nha các bạn. Còn một con RS1 là giữ nguyên nha. Mình tháo cái con này điện trở này ra nha các bạn. Và sau đây mình sẽ tiến hành mình đo cái giá trị của con RS2 này, xong rồi mình ghi sinh trên cái bảng chỉ số của nó nha các bạn. Đây con điện trở nè các bạn, để cho nó không bị rớt mất nha các bạn.
Em để lên đây. Để mà trên bằng keo nó đây. Rồi để mà đâu, chỉ số này mình sẽ vặn cái thang đo đo ôm nha các bạn, mức 200 mà. Rồi mình sẽ tiến hành mình tốt nhất là các bạn cứ tháo điện trở ra ngoài nha các bạn, không được không nên đỡ bên trong mạch nha các bạn. Tại vì nó ảnh hưởng nội trở với con điện trở, ảnh hưởng cái con điện trở RS1 các bạn. Rồi sau đây mình sẽ tiến hành đo nha các bạn. Đo điện trở coi nó được giá trị bao nhiêu nha các bạn. Các bạn chỉ nhớ chuyển cái que đo về cái thang đo ôm nha cho mình nha. Chứ các bạn để ở đây nó không có đọc được nha các bạn. Đừng vô chuyển vô cổng com nha. Cái chuyển cổng com rồi mình đo cái dòng thôi. Dòng 10 ampere thôi. Nè, các bạn thấy không? Nó kêu tít nha các bạn. Các bạn thấy không? Cái giá trị của nó là khoảng 2 ohm nha các bạn. 2,1 ohm ha. Rồi giá trị mình đo được là 2,1 ohm nha các bạn. 22 ohm ha. Giá trị 2 ohm nha các bạn. Đo được 2 ohm nha các bạn. Cái giá trị điện trở của mình đo được là 2 ohm nha. Cái con này là S2 các bạn. Rồi mình sẽ ghi chính xác giá trị này vô nha, 2 ohm nha các bạn. Đây là lúc trước nè các bạn, lúc đầu là chưa thay đổi gì nha các bạn. Mình sẽ ghi giá trị 2 ohm vô đây ha. Rồi giá trị 2 ohm nữa các bạn, RS2 nè. RS2 2 ohm, mình sẽ đo được giá trị là 170mA. Output nổ ra cái cường độ điện của nó nha các bạn. Sau đây mình sẽ lấy một cái bo mạch khác nha các bạn, bo nguồn led driver khác nha. Nên là mình sẽ lấy cái con, cái này cũng chân số 8 nha các bạn. Mình sẽ lấy con điện trở này nha các bạn. Ra coi cái giá trị này nó khoảng bao nhiêu nha các bạn. Lấy trên bo luôn nha. Rồi để mình bỏ cái này đi nha các bạn. Đây mình cũng tháo ra trên bo luôn nha các bạn. Tháo điện trở này ra nha. Trên cái bo khác nha các bạn. Rồi, mình lấy được cái con điện trở này ra nha các bạn. Rồi mình sẽ đo cái giá trị của RS2 của nó bao nhiêu nha các bạn. Sau đây mình sẽ tiến hành mình đo cái giá trị nha. Con điện trở này bao nhiêu nha các bạn. Hai phẩy tám ohm nha các bạn. Nè. Khoảng 3 ohm nha các bạn. Mình sẽ ghi giá trị khoảng 3 ohm như đây nha các bạn. Tức là RS2 các bạn, 2 ohm mình sẽ tăng lên 3 ohm nha các bạn. 3 ohm thì mình sẽ đo cái điều gì sẽ xảy ra. Ok, RS2 tăng lên so với lúc đầu nha các bạn. Đây tăng lên ha. Cái chuyện này tăng lên. Rồi mình sẽ hàng vô, rồi mình kiểm tra cái output nổ ra. Đây là con điện trở mình cần thay nha các bạn.
ở nhà các bạn có thể thay đổi giá trị tùy ý nha các bạn. Tìm cái con đường chở trong cái bon nguồn led driver khác các bạn thay đổi giá trị coi nó tăng giảm bao nhiêu nha các bạn. Rồi xong rồi các bạn, này làm rất nhanh nha các bạn, thay đèn chở rất nhanh ha. Rồi các bạn sau khi thay, các bạn thay đèn chở này các bạn, thay RS2 nè, cái đây cái con đèn chở mà mình mới vừa hàng xong vô nha các bạn, thì các bạn để cho nó nguội một xíu nha, rồi các bạn tiến hành các bạn cấp nguồn cho nó, rồi các bạn đo cường độ dòng điện lại nha các bạn. Nó ra ở đây cũng y như cũ nha các bạn, mình sẽ lấy đồng hồ ha, mình sẽ đo chuyển qua thang đo 10 ampere. Rồi que đo mình cũng giữ y nguyên vậy nha các bạn, nhớ các bạn chuyển đúng vị trí thang đo nha các bạn, làm mình làm như y như lúc đầu á. Cái có đen kẹp dây đen, cái đỏ kẹp vô dây đỏ nha các bạn. Rồi vậy là xong nha các bạn. Các bạn nhớ kẹp chặt nha các bạn, đừng có để cho nó lỏng ra nha các bạn. Rồi sau đây mình sẽ tiến hành mình cấp nguồn vô nha các bạn. Coi cái cường độ dòng điện á, ngõ ra của cái bon nguồn led driver là được bao nhiêu. Sau khi mình cấp nguồn nha các bạn, mình sẽ đo được cái giá trị là 0,19 ampere, có nghĩa là 190 mA. Các bạn nhìn so sánh với lúc đầu á, các bạn thấy sự thay đổi không? Nó dòng điện á, nó sẽ tăng lên nha các bạn. Này cái giá trị của nó nữa các bạn. Lúc đầu á mình đo được 170 mA, bây giờ sau khi thay cái giá trị RS2 tăng lên đó các bạn, tăng về chỉ số lên đó, mình sẽ đo được cái giá trị là 0,19 nha các bạn. Ampere là cái 190 mA. Các bạn thấy không? Cái này cũng tăng lên nha các bạn. Y lúc sau á nó sẽ tăng lên. Và điều này kết luận là gì bạn? Khi mình tăng RS2 lên á, đi chở RS2 nè, khi mình tăng giá trị lên thì cái y output ngõ ra các bạn nó cũng tăng lên theo nha các bạn. Đây là cách đó để mà các bạn có thể tăng được cái cường độ dòng điện ngõ ra của cái nguồn led driver này, để cho làm cho cái đèn led nó sáng hơn một chút xíu nha các bạn. Ở đây á, cái giá trị chênh lệch các bạn nó chỉ có khoảng 20 mA thôi. Là cái dòng này nó nhỏ nha các bạn. Còn nếu mà các bạn muốn tăng dòng vài chục mA hoặc là khoảng 100 mA, các bạn phải độ chế cách khác nha các bạn. Mà dòng á, y mà nó tăng lên nha các bạn, thì cái khả năng mà chết chip led á cái giá y dòng này cường độ dòng điện mà tăng lên á, thì cái chip led nó dễ chết nha các bạn, nên các bạn cứ chú ý cho mình nha. Do tăng lên á, các bạn tăng ít thôi, các bạn tăng càng nhiều á thì dòng qua led á nó sẽ càng cao và cái khả năng chết chip led càng dữ nha các bạn. Nên đối với những trường hợp này các bạn hạn chế cho mình nha, tăng dòng lên một chút xíu thôi để cho led nó sáng hơn thôi, chứ còn các bạn tăng nhiều quá thì không ổn nha các bạn. Nếu các bạn muốn độ chế mà tăng cái dòng này lên nhiều quá các bạn có thể rất nhiều phương pháp nha các bạn. Thứ nhất á, để mình nói sơ qua nha các bạn, có một vài điểm lưu ý ở đây. Khi mà các bạn tăng cường độ dòng điện lên á, thì cái con đồng nghĩa với con IC dao động này các bạn, nó hoạt động nhiều hơn nha các bạn, nó cũng có khả năng là dễ gây chết IC dao động nha các bạn.
Tại vì dòng nó ra cái con này gánh dòng nhiều hơn nha bạn. Nên khả năng cái con này IC này nó hoạt động nhiều hơn thì nó nóng hơn nha bạn, nó nóng hơn dễ chết linh kiện hơn nha bạn. Nên các bạn phải lưu ý một số trường hợp cho mình. Tăng dòng á thì tăng vừa phải thôi nha các bạn. Ở đây mình tăng được 20mA. Còn bạn tăng nhiều quá thì nó không ổn nha các bạn. Còn các bạn muốn độ chế cái nguồn mạch nguồn led driver này, để cung cấp cho cái đèn led nó có công suất lớn hơn nha các bạn, thì các bạn có như một số lưu ý như thế này. Thứ nhất là các bạn cái nguồn ngõ vào các bạn, đây là cái con IC chính lưu 4 chân nha các bạn, cần phải tăng dòng ngõ vào nha các bạn. Các bạn dùng cái con 4 diode rời, dòng nó cao hơn nha các bạn. Cái thứ nhất, cái thứ hai là bạn thay cái con IC này các bạn, thay IC cho dao động nha các bạn. Ở đây hồi trước các bạn có một số IC dao động tương đương nha các bạn, IC led driver nè. Đây là các bạn tra trên datasheet coi cái dòng cái nào nó chịu được áp lớn nha các bạn. Tại vì đối với những đèn mà công suất lớn á, cái con nó không xài cái con IC dao động loại này nữa mà nó xài lớn nha các bạn, thì nó tăng dòng lên á, nói chung nó là dòng nó chịu được dòng cao quá, thì các bạn cái tra datasheet mấy cái con IC nè, IC đèn này nè, coi cái con nào có dòng lớn thì các bạn có thể độ chế được nha các bạn. Còn cái thứ ba ở đây á, mình nói về cái vấn đề mà tích trữ năng lượng, đó chính là cuộn dây nè các bạn. Ở một số cái đèn led á, công suất nhỏ thì các bạn thấy cuộn dây nó rất nhỏ nha các bạn. Cái cuộn này cuộn cảm rất nhỏ, còn một số đèn lớn các bạn công suất lớn thì cái dòng nó, các bạn nhìn thấy không, nó cung cấp cái điện áp với dòng điện lớn cho cái đèn led, thì cái đồng nghĩa với cái cuộn dây này nó sẽ tăng tiết diện lên nha các bạn, tăng lên nha các bạn, thấy không, đèn này đèn nhà các bạn nhìn để ý cái cuộn dây cho mình, các bạn nhìn thấy là cái cuộn dây này nó nhỏ nha các bạn, là dùng cho đèn công suất nhỏ nha, nó càng lớn thì cái cuộn dây nha các bạn nó càng tiết diện, nó càng lớn hơn nha các bạn. Các bạn thấy không, cái cuộn dây này nè. Còn đối với những cái đèn loại lớn như đèn led pha, led chiếu sáng ngoài đường á, thì cái cuộn dây này cực lớn nha các bạn, lớn lắm để nó tích trữ năng lượng điện nhiều, đồng thời nó cung cấp cái nguồn ổn định, cái nguồn DC bằng phẳng ngõ ra cho cái đèn chip led. Nên các bạn thấy ở đây có sự khác biệt nha các bạn. Nè, đèn nhỏ nè các bạn, đèn nhỏ công suất nhỏ thì người ta vừa sử dụng cái cuộn dây nhỏ, còn cái đèn mà công suất lớn hơn các bạn sẽ tăng cái cuộn dây này lên các bạn, tăng chi diện nha, nó càng lớn hơn nha các bạn. Nên đây là cái hướng mà để các bạn muốn độ chuyên sâu, các bạn muốn độ chế cái nguồn led driver này các bạn. Thứ nhất là các bạn nhớ cho mình là các bạn tăng cái dòng điện ngõ vào nè, tăng cái con đi ống chỉnh lưu nè các bạn. Thứ hai là các bạn can thiệp vào cái con IC dao động nè. Còn thứ ba là các bạn thay cái cuộn dây này cho mình là ok nha các bạn. Là các bạn tăng hắt được cái công suất nguồn led driver này, tăng cái điện áp và cái dòng điện của cái nguồn led driver này nha các bạn. Đối với những mạch led driver như trong video này các bạn, là mình đã hắt dòng lên khoảng vừa đủ cho cái đèn led nó chịu nổi nha các bạn. Tại vì cái công suất đèn á, cái công suất nguồn á mà nó lớn hơn công suất đèn là nó dễ làm cháy chip led nha các bạn. Chip led là dễ chết chip led nè, nó dễ làm cháy nha. Nên mình sẽ tăng cái dòng khoảng 20mA là cái đèn led nó đã sáng hơn lúc đầu, là các bạn cảm nhận là nó tối hơn nha các bạn. Nhưng mà các bạn khi thay á, các bạn sẽ cảm nhận nó sáng hơn lúc trước khi mà mình chưa thay nha các bạn. Còn ở nhà các bạn có thể thay giá trị nè, RS2 các bạn tăng lên thì cái dòng á nó cũng sẽ tăng tương ứng nha các bạn. Nhưng mà các bạn lưu ý á, cái dòng này á càng tăng thì dễ chết chip led bên trong đèn ha. Rồi, video mình đến đây kết thúc nha các bạn. Các bạn có ý kiến thắc mắc gì các bạn cứ để lại comment dưới video nha. Mình sẽ support hỗ trợ cho các bạn nha. Rồi, chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp của mình nha.